Hôm nay ta sẽ hy vọng là chúng ta đã ngủ đủ no. Thì trong vòng 45 phút mà trao đổi cả về kỹ thuật về cây máy tạo nhịp rồi là máy phá rung và máy tái đồng bộ tim thì nó cũng là rất là nhiều và quá sức. Nên ra chia ra mỗi phần được khoảng 15 phút thì rất là ít. Thì nói một vài cái vấn đề cơ bản. Thầy Quang cũng có trao đổi là nó các vấn đề cơ bản thôi. Vâng, phần thứ nhất là về thiết bị để điều trị nhịp chậm. Thế thì cái chỉ định cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị nhịp chậm thì cho đến hiện nay là chúng ta đang theo khuyến cáo của Hoa Kỳ 2018 và khuyến cáo ESC và Hội Nhịp học châu Âu 2013. Thế thì thường gặp nhất khi mà chỉ định tạo nhịp trên lâm sàng đó là bệnh lý nút xoang và block nhĩ thất là hai cái thường gặp nhất. Ngoài ra thi thoảng có một số trường hợp có một số cái khác thì sẽ có những chỉ định để đặt thiết bị tạo nhịp vĩnh viễn. Có hai các loại máy tạo nhịp để điều trị nhịp chậm, nó là máy tạo nhịp một buồng và máy tạo nhịp hai buồng. Đây có một số cái phần mà slide đã giảng cho không nhớ lớp nào cách đây độ một vài tháng thì các anh chị sẽ ôn lại. Đây là máy tạo nhịp một buồng thì có một cái thân máy và một cái dây, và cái dây này là phủ silicon, phủ silicon nên khi mà nó nằm ở trong buồng tim ấy, trong mạch máu của mình thì nó không có bị đông máu, nó không có bị đông máu ở trên cái dây đó. Đấy. Thế còn cái máy này, cái thân máy này thì sẽ được cấy ở tổ chức dưới da. Ngày xưa thì cấy vào cơ, tổ chức dưới da, có thể cấy tổ chức dưới da ngực là thường nhất. Còn đối với trẻ con thì sẽ phải cấy vào tổ chức dưới da bụng. Máy tạo nhịp một buồng thì thường được đặt ở dưới đòn bên trái. Thế và đưa dây tạo nhịp theo tĩnh mạch dưới đòn, đưa qua tĩnh mạch chủ trên và đưa vào trong buồng tim, đưa vào buồng nhĩ phải hoặc là buồng thất phải. Thế đây là khi mà ta chụp hình X-quang lên thì ta sẽ thấy rõ ràng là có một cái máy tạo nhịp ở khu vực dưới đòn trái và một cái dây điện cực. Đấy, và dây điện cực này được cắn vào vùng tiểu nhĩ bên phải. Đấy. Thế còn đây là X-quang tạo một đường thất, cái máy này chiếu này mờ quá nên ta nhìn không rõ. Cái dây điện cực thất sẽ được nằm ở trong buồng thất phải. Đây là hình ảnh chiếu trên X-quang. Đôi khi ta cũng sẽ phải học về cái khu vực giải phẫu ấy, phân chia khu vực giải phẫu hình chiếu X-quang để khi mà ta cấy máy tạo nhịp cho bệnh nhân xong thì ta phải chụp X-quang để kiểm tra. Đó. Thường bao giờ người ta nếu tiêu chuẩn ra bao người ta bao giờ cũng phải chụp hai phim. Phim thứ nhất là phim PA. Đấy, phim PA và phim thứ hai là phim lateral, tức là phim bên. Đấy, phim PA là gì? Là phim PA là ta đứng úp mặt, đúng không ạ? Như chụp X-quang tiêu chuẩn ấy, ta đứng úp mặt vào phim. Ta đứng úp mặt vào cái màn chiếu và cái màn hướng tia và góc chụp tia chụp từ đằng sau tới là phim gọi là phim PA, là phim standard, là phim tiêu chuẩn, tức là posterior anterior. Thì cái phim tại sao là phim PA? Phim PA bởi vì là khi mà ta đứng úp mặt vào màn chiếu này, thế thì là cái bóng tim của mình sẽ là gần cái màn chiếu nhất, gần cái màn hứng tia nhất, tia chụp đằng sau và cái hình in phim của mình sẽ là hình chiếu, rất là hình chiếu của quả tim. Đấy, hình chiếu quả tim mà được gắn lên trên phim chụp. Thế thì là cái đấy là cái hình chiếu là nó sẽ là nhỏ nhất và gần với kích thước thật của tim nhất. Thế còn nếu mà là phim AP tức là ta đứng quay lưng vào phim, ta lại chụp từ bóng chụp từ đằng trước lại thì là tim của mình nó sẽ nằm trước hơn, đúng không ạ? Tim sẽ nằm xa cái màn hứng tia hơn. Cho nên là khi mà bóng chụp tới thì là cái bóng tim của ta sẽ to hơn bóng tim thực tế. Thế thì theo tiêu chuẩn thì bao giờ là một cái phim chụp người ta sẽ bao giờ cũng phải ký hiệu là cái phim đó là phim PA hay là phim AP. Thì ta sẽ thường hỏi với nhân là nếu ở Việt Nam mình bỏ qua mất cái công đoạn khá là quan trọng đó. Bởi vì là khi mà nhận định bóng trung thất trên X-quang hoặc là bóng tim trên X-quang thì ta sẽ phải xem bệnh cái phim đấy là phim PA hay là phim AP. Phim PA tức là bệnh nhân đứng chụp. Thế còn phim AP ví dụ bệnh nhân bị liệt, bệnh nhân bị gãy chân thì bệnh nhân phải nằm lên trên cái bàn chụp. Thế xong rồi bóng chụp từ trên chụp xuống. Thế thì cái phim đấy là bao giờ bóng trung thất trên X-quang và bóng tim cũng sẽ rộng hơn bình thường. Đấy. Thế thì ta đấy là một cái chi tiết cơ bản mà ta muốn trao đổi thêm với các anh chị để chúng ta biết. Thế thì trên cái phim chụp PA, trên một cái phim chụp PA tiêu chuẩn thì ta sẽ nó sẽ có mấy cái khu vực. Cái khu vực này là khu vực của tiểu nhĩ phải. Đấy, là ta sẽ gắn cái dây điện cực, nếu gắn được vào tiểu nhĩ phải thì ở trên phim chụp PA nó sẽ phải ở cái khu vực này. Đấy, còn ở phía thất phải thì là nó sẽ ở cái khu vực này. Đó, thất phải là khu vực này, nhĩ phải phía dưới phần đáy nhĩ phải ở phần đây, đường ra thất phải nó sẽ ở cái khu vực này, động mạch phổi ở trên này, cung động mạch phổi trên này. Đấy, thế còn khi mà chụp nghiêng, đấy, khi mà có một cái phim chụp nghiêng
khi bệnh nhân cấy máy xong, ta bao giờ nếu tiêu chuẩn quốc tế là phải chụp hai phim, phim chụp thứ nhất là phim chụp PA, phim chụp thứ hai là phim chụp nghiêng. Đấy, thường là đứng nghiêng trái. Đấy, đứng nghiêng trái áp vào màn chiếu, xong rồi bóng chụp từ này tiến tới. Thế thì ta cũng sẽ nhìn cái góc hướng ra của cái dây điện cực nhĩ và dây điện cực thất để ta biết là cái dây điện cực nhĩ và dây điện cực thất đấy có được đúng cấy và đúng cái vị trí giải phẫu mà mình mong muốn hay không, hay là lúc cấy thì là sẽ cấy một đằng xong đến lúc về thì có khi nó lại bật sang vị trí khác. Đấy. Rồi, thế thì máy tạo nhịp hai buồng thì là nó sẽ có một cái thân máy có hai cổng để cắm dây điện cực và có hai dây điện cực ở đây, một dây để gắn vào nhĩ phải và một dây gắn vào tâm thất phải. Thế thì đây là hình ảnh chụp PA của máy tạo nhịp hai buồng, thì có một dây điện cực gắn vào tiểu vùng tiểu nhĩ phải ở đây và một dây điện cực gắn vào vùng vùng thất phải. Và đây là thân máy ở đây đi qua tĩnh mạch dưới đòn bên trái. Và thế thì máy được cấy vào tổ chức dưới da. Có nhiều bệnh nhân béo ấy, thì thường là không nhìn thấy rõ máy đâu, nó chỉ hơi gờ gờ nhẹ nhẹ lên. Những bệnh nhân gầy thì ta sẽ nhìn thấy lồi rõ ở trên da. Và thế hiện tại ở trên thế giới là có hai loại đầu gắn dây điện cực và tùy vào cái thói quen của từng từng đơn vị mà từng cái trung tâm mà trên thế giới mà người ta sẽ dùng lựa chọn dây điện cực nào. Cả hai dây điện cực này đều có thể gắn vào nhĩ hoặc gắn vào thất. Thế thì có cái trường phái ở Việt Nam của chúng ta ấy, trước đây là chúng ta chỉ cấy dây điện cực mỏ neo. Ở đây cái đầu dây điện cực nó bốn cái mỏ neo đều bằng silicon, và cái mỏ neo này khi mà dúi vào thì nó sẽ, khi mà giật ngược lại thì nó sẽ bị mắc vào những cái bè cơ và cái dây, và nó sẽ không bị giật ngược được ra. Và như vậy là cái đầu điện cực nó sẽ khá là tiếp xúc với cơ tim tương đối tốt. Thế còn đây là cái điện cực xoáy, ta sẽ xoáy ống vít, đúng không ạ? Ta xoáy ống vít, ta gài vào cơ tim. Đấy. Thì ví dụ như ở Nhật Bản thì có những trung tâm là cấy hoàn toàn bằng điện cực mỏ neo. Cả điện cực thất lẫn điện cực nhĩ đều bằng mỏ neo hết. Và ở trong cái vùng tiểu nhĩ phải ấy, nó cũng có rất nhiều bè cơ. Hoàn toàn cái điện cực mỏ neo có thể gài được vào cái bè cơ ở tiểu nhĩ phải. Thế thì có những trung tâm ví dụ như ở ta thì phản đối cái chuyện là cấy điện cực mỏ neo vào tiểu nhĩ phải, bởi vì cho rằng là tiểu nhĩ phải sẽ không đủ bè cơ để giữ được cái dây đầu điện cực mỏ neo này, mà tiểu nhĩ phải ta chỉ dùng điện cực xoáy thôi. Thế nhưng mà thực tế là những cái local data ở các trung tâm mà chuyên về cấy điện cực ở mỏ neo ở trong nhĩ thì họ hoàn toàn là có thể cấy được, hoàn toàn cấy được và không có bị tuột điện cực và không có bị thay đổi điện trở các thứ, tức là tất cả các con số thống kê trên số lượng lớn đều không có sự khác biệt so với điện cực xoáy và các con số thống kê có ý nghĩa thống kê. Đấy. Thế như vậy là cái việc mà dùng điện cực nào thì là tùy vào thói quen của bác sĩ hoặc thói quen và cái trường phái của từng trung tâm, và hai điện cực này đều có thể dùng được ở trên tim của bệnh nhân. Đấy, thì có thể đôi khi thấy bác sĩ này sẽ chuyên thích cấy điện cực này, có bác sĩ khác thì chuyên thấy điện cực khác, bởi vì người ta đã được đào tạo trước đấy và người ta quen và người ta thích nghi với cả cái cách thức, cái kỹ thuật để lái điện cực. Mà đấy thì cái đầu điện cực này sẽ được phát xung tạo nhịp, và bản thân cái đầu điện cực cũng thu nhận cái nhịp nội tại ở quả tim để truyền về máy. Thế nhìn phía ngoài của máy tạo nhịp thì trông nó như thế này, nhưng mà nhìn phía trong thì ta sẽ thấy là có một cái pin ở đây, chỗ này là bộ vi xử lý của máy đó, và chỗ này cái gốc là cái gốc để gắn dây điện cực để đưa vào gắn vào trong buồng tim. Và thế thì cái pin bây giờ thì các nghiên cứu mới bây giờ đang cố gắng để cải thiện cái thời gian pin này. Thì trước đây đôi khi chỉ được cái thời gian đầu máy điện cực chỉ được khoảng 2 tháng thôi. Thế nhưng mà về sau thì càng ngày thời gian pin càng dài, 5 năm, 6 năm. Và bây giờ có những máy tạo nhịp có thể đạt được thời gian pin lên đến khoảng 15 năm. Tất nhiên là đối với những bệnh nhân mà không bị phụ thuộc nhiều quá, tức là những bệnh nhân bị nhịp chậm từng lúc, thì tức là thỉnh thoảng máy mới cần tạo nhịp. Như vậy là sẽ không cần phải tạo nhịp quá nhiều 100% thời gian, thì thời gian pin sẽ tiết kiệm được hơn rất là nhiều. Và đôi khi có thể lên tới 14-15 năm. Đúng không? Đấy. Thì vì sao cũng có tranh luận là tại sao người ta không cố gắng sản xuất ra những cái pin dài hơn 20 năm, 25 năm, 30 năm. Thực ra về mặt công nghệ là có thể sản xuất được. Có những cái pin công nghệ là có thể sản xuất được những cái pin kéo dài 20 năm, 30 năm, 50 năm, hết một cái đời người đấy. Khi bệnh nhân tử vong thì máy có thậm chí chưa hết pin. Thế nhưng mà thứ nhất là chi phí rất là đắt. Thứ hai là gì? Là người ta cũng nghĩ là thời gian nó cũng là về, nó gọi là về phần lợi ích của các hãng máy tạo nhịp. Người ta lại sản xuất ra một cái máy mà bệnh nhân dùng suốt đời thì bệnh nhân chẳng phải thay máy lần thứ hai, đúng không ạ? Thế thì như vậy là các hãng có thể sẽ bị giảm cái lợi ích nhất định. Đồng thời nữa là gì? Những cái trí tuệ của con người thì luôn luôn nghĩ ra và cố gắng nghĩ ra những cái lập trình máy tạo nhịp mới. Tức là luôn luôn nghĩ ra các chương trình mới và cải tiến liên tục cái hệ điều hành của cái máy tạo nhịp đấy và cái cách thức lập trình máy tạo nhịp để giải quyết vấn đề nhịp chậm cho bệnh nhân.
Cho nên là ví dụ như sau 5 năm là đã có một loạt các phần mềm và các công nghệ về lập trình ra đời, thì người ta sẽ thay đổi cái bộ vi xử lý này. Thế nếu mà cái máy của bệnh nhân là cái máy bền quá, 20-25 năm ở lâu trong cơ thể, thì người ta sẽ không có cơ hội để người ta cải tiến được, người ta thay đổi được những cái bộ vi xử lý này. Thế đây có nhiều lý do khiến là người ta hiện tại chỉ giới hạn là cái thời gian pin cho một cái máy tạo nhịp vĩnh viễn khoảng tầm trung bình khoảng 10 năm, còn đôi khi có thể dài hơn, đôi khi có thể ngắn hơn, tùy vào mức độ phụ thuộc máy của bệnh nhân. Rồi, thế kỹ thuật cái máy tạo nhịp thì ta sẽ điểm qua. Trước hết là ta sẽ phải sát trùng bệnh nhân. Thế thì ở các trung tâm tiêu chuẩn ở Nhật Bản, Pháp, Đức thì là khi bệnh nhân nằm lên bàn ấy là lấy xà phòng vô khuẩn, có xà phòng vô khuẩn, có bàn chải, tức là có một cái bộ kit xà phòng và bàn chải. Thế và y tá sẽ là cọ luôn tại chỗ luôn, ngay trên bàn, trên phòng, trong phòng phẫu thuật. Đấy, lấy nước muối sinh lý xong cọ xà phòng thật là sạch cho hết ghét tiếp các thứ. Nhất là rất là nhiều cụ già lâu ngày không tắm. Thế thì khi lên bàn là quẹt ra rất là nhiều ghét, nhiều khi là vơ thành một cục ném vỡ đầu. Đấy, bây giờ người ta sẽ sát trùng hết, xong rồi sau đó rửa sạch hết cái xà phòng ấy đi. Xong hết đi. Xong rồi bắt đầu là sát trùng betadine. Thì công đoạn sát trùng betadine, sát trùng nhiều lần, sát trùng đúng theo tiêu chuẩn. Đây là sát trùng xoáy chôn ốc và sát trùng nhiều lần để cho giảm thiểu cái vấn đề nhiễm trùng của máy tạo nhịp. Thế cái vấn đề sát trùng này vô cùng quan trọng. Ngoài cái vấn đề sát trùng này ra thì những bộ xăng phải là vô khuẩn tuyệt đối, đồng thời phải có một cái băng dính 3M dán lên trên cái vùng máy tạo nhịp, mà ta sẽ rạch ra qua cái lớp băng dính đấy để vào ra, thì cái băng dính 3M phủ betadine nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thế thêm nữa là gì, ở các nước phát triển thì là cái việc cấy máy tạo nhịp là cấy ở trong phòng mổ. Đấy, tức là người ta sẽ trang bị một cái máy C-arm là máy X-quang cho vào trong phòng mổ tim. Đấy, phòng mổ tim hoặc là các phòng phẫu thuật vô trùng. Đấy, không phải các phòng phẫu thuật tiêu hóa, đúng không ạ? Hoặc hệ thận tiết niệu, phòng phẫu thuật vô trùng chẳng hạn. Thế sau đó là và dành riêng một phòng mổ cho cái máy tạo nhịp, là dùng máy C-arm để chiếu, máy C-arm di động để chiếu ngay tại chỗ. Nhưng mà trong điều kiện Việt Nam chúng ta thì là chưa có làm được như vậy. Thế cho nên là ta vẫn phải dùng chung với cả những cái đơn vị can thiệp. Cho nên là ta sẽ khó mà có thể đạt được một cái mức độ vô trùng thật là tuyệt đối. Thì một điều rất quan trọng đó là hệ thống thông gió của các phòng can thiệp và các phòng mổ tiêu chuẩn ấy phải là âm. Thông gió âm tức là gió là chỉ có đi ra ngoài thôi. Luôn luôn có hệ thống hút âm, gió là chỉ có từ phòng đấy đi ra ngoài. Không bao giờ là có gió lại đi thổi từ ngoài vào. Nên là không bao giờ mang được vi khuẩn và bụi bẩn vào bên trong các phòng mổ. Thì với những cái phòng mổ tiêu chuẩn như vậy thì cái tỷ lệ nhiễm trùng máy tạo nhịp sẽ là giảm, có thể giảm được thấp nhất. Bởi vì cái nhiễm trùng máy tạo nhịp đấy là một cái ác mộng của các bác sĩ làm can thiệp nhịp. Đấy, hiện tại thống kê trên thế giới nói chung thì tỷ lệ nhiễm trùng máy tạo nhịp ngay cả nước phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu, Pháp, Đức thì là nó cỡ khoảng tầm 2% cho lần cấy máy đầu tiên và khoảng tầm 5% cho lần thay máy thứ hai, thứ ba sau đấy. Thế thì có rất là nhiều những cái cách thức tiếp cận vấn đề để cố gắng làm giảm thiểu nhất cái nhiễm trùng của máy tạo nhịp cho bệnh nhân. Rồi. Thế thì ta sẽ trải toàn vô khuẩn, sau đó ta chọc tĩnh mạch dưới đòn như là ta đặt catheter thôi. Đây ví dụ đây là một cái ca cấy máy tạo nhịp mà vừa mới cách đây mấy hôm bọn em làm, thì là ta sẽ đặt hai cái gai quai để máy tạo nhịp hai buồng. Thế thì có các cái đường vào tĩnh mạch để đặt điện cực tạo nhịp là gì? Cách thứ nhất là chọc tĩnh mạch dưới đòn, đúng không? Như là ta đặt catheter tĩnh mạch dưới đòn ngày xưa, đúng không? Như chị Hoa ngày xưa làm rất siêu. Bây giờ thì các bạn hay chọc cạnh. Thế thứ hai là chọc tĩnh mạch nách, tức là chọc phía ngoài lồng ngực, chọc ra ngoài này. Vì là người ta sợ là có thể bị tràn máu, tràn khí dưới đòn, tràn khí màng phổi. Thế thì chọc tĩnh mạch nách, tức là ta sẽ chụp X quang, ta tiêm cản quang vào đây. Thế xong người ta chụp lấy một cái phim, nhìn cái đường đi của nó. Thế xong rồi ta dùng một cái hình làm reference, và cái hình kia ta sẽ chọc, và ta sẽ chọc phía ngoài lồng ngực, tức là extra, phía bên ngoài extra, bên này. Thế là ta sẽ chọc đưa vào được tĩnh mạch nách, và ta lượn vào sau, ta tạo ổ máy sau. Thế cách thứ ba là để ta mở ổ máy trước. Đấy, có một cái tĩnh mạch cephalic sẽ thu gom các tĩnh mạch nền ở dưới này, đổ về lên ở cái đoạn vai này. Bây giờ ta mở ổ máy trước, xong ở cái góc khoảng tầm 1 giờ này, người ta phẫu tích tới, chúng ta lọc vào, xong người ta cố gắng ta tìm, ta tách ra cái tĩnh mạch cephalic. Đấy, xong người ta dùng phương pháp cắt đào, tức là ta cắt cái tĩnh mạch cephalic đấy, xong người ta tất nhiên ta phải khâu giữ bấu nó lại, xong người ta lại luồn những cái dây để cực luồn qua. Đấy, thì cái việc đó là ta sẽ tránh được tĩnh mạch dưới đòn. Hoặc là một số trung tâm ở Nhật Bản lại làm theo cái phương pháp này, tức là ta mở ổ máy trước, ta chụp tĩnh mạch dưới đòn, sau đó là gì, ta sẽ chọc tĩnh mạch dưới đòn nhưng mà dùng kỹ thuật là chọc theo phương thẳng đứng vào tĩnh mạch dưới đòn và cái vị trí mà cái tĩnh mạch đấy đi qua cái xương sườn số 1, số 2. Tức là cách chọc là như thế này: ta mở ổ máy trước này, xong rồi ta chụp tĩnh mạch dưới đòn này,
biết là cái tĩnh mạch nó cắt xương sườn số 1, số 2 ở đâu, tức là đây xương sườn nhá. Đây là tĩnh mạch chạy. Tĩnh mạch chạy ở trên nền, trên bề mặt cái xương sườn đấy. Đúng không ạ? Trên xương sườn chạy vào như này. Thế thì bây giờ là ta sẽ dùng X quang xong rồi ta chọc cái kim thẳng từ trên xuống. Thẳng chọc xuyên qua cái tĩnh mạch đấy, hút được máu rồi, đi tiếp thì là gặp xương đòn. À gặp xương sườn. Gặp xương sườn thì rõ ràng là gì? Không thể lao vào phổi được đúng không ạ? Ta gặp cái bề ngoài của xương sườn ở đây. Chọc đấy. Thế ta dùng cái kim luôn. Chọc xuyên vào gặp xương sườn rồi thì bắt đầu là rút cái nòng sắt ra, xong bây giờ rút dần cái nòng nhựa, rút ra thì đến khi nào thấy máu chảy ra theo cái nòng nhựa thì như vậy là ta đã nằm, cái đầu kim đã nằm ở trong dòng tĩnh mạch dưới đòn, sao ta luôn cái gai vào. Đấy cũng là một cách chọc rất là hay để giảm thiểu được cái việc là ta chọc xuyên mù từ ngoài da vào và chọc vào tĩnh mạch dưới đòn và có thể gây chặt máu và chặt khí màng phổi. Thì thực ra là như hiện tại ở ta thì là cũng chọc dưới đòn thì cũng nhiều, cũng quen, thành truyền thống rồi. Thứ hai là cũng cái xác suất mà gặp chặt máu chặt khí màng phổi thực ra là rất là ít, rất là hiếm. Nên là thực ra các thầy thì vẫn là chủ trương là theo cái phương thức là chọc tĩnh mạch dưới đòn. Nhưng mà đến khi mà ta nâng cao cái chất lượng điều trị thì là dù là một năm tới 1.000 ca mà một ca bị chặt khí hoặc một ca bị chặt máu trong số 1.000 ca cũng là một, gọi là một thảm họa đối với bệnh viện chẳng hạn, hoặc là đối với bệnh nhân. Nếu ta đánh giá được như vậy thì ta sẽ tránh dần cái việc là chọc tĩnh mạch dưới đòn, mà ta dứt khoát là ta sẽ lựa chọn những phương pháp khác, mặc dù những phương pháp đấy sẽ mất thời gian hơn, đúng không? Mất thời gian hơn. Bây giờ một ngày về một buổi sáng phải cố gắng phải làm được khoảng 5 ca. Thế nếu mà ta giờ dẫm để ta mở, ta chọc tiếp các thứ theo các phương pháp khác thì sẽ rất là khó, mất rất nhiều thời gian. Ta chọc dưới đòn thì rất là nhanh. Đấy, nhưng mà đến một cái lúc nào đó chắc chắn là chúng ta sẽ phải cố gắng ta có những cái thay đổi, bởi vì thế giới đã tổng kết được là chọc dưới đòn là sẽ có bao giờ cũng có một xác suất là chặt máu hoặc chặt khí màng phổi. Và cái lý do tiếp theo mà rất nhiều trung tâm trên thế giới đã từ bỏ cái phương pháp chọc tĩnh mạch dưới đòn đấy, để trong cái tạo nhịp vĩnh viễn này không phải đơn thuần là cái việc là ta sẽ tránh được chặt máu chặt khí màng phổi đâu, mà đây này, đây là cái hội chứng subclavian crush syndrome, tức là dây điện cực nó bị cứa đứt ở vị trí khe giữa dưới xương đòn và xương sườn số 1. Tức là đây là cái dây điện cực đúng không? Qua tĩnh mạch dưới đòn. Thì chỗ này, đây là cái xương sườn số 1, đây là vòng này này. Đấy, vòng ở đây. Và xương đòn đây. Thế thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái khe giữa xương sườn và xương đòn số 1. Và xương đòn và xương sườn số 1. Và sẽ có một cái lớp gân bám để kết nối giữa xương đòn và xương sườn số 1. Thế thì rất dễ là cái phương pháp chọc của ta sẽ chọc xuyên qua đấy. Chọc xuyên qua chính cái khe đấy, xuyên qua cái cân đấy. Thế thì sau đó là ta đặt điện cực qua cái đường đó. Thế xong rồi bệnh nhân cấy máy xong, đúng không? Xong rồi sau đó bệnh nhân lại bắt đầu đi hoạt động này, bắt đầu đánh bóng chuyền, đánh tennis, cầu lông, bóng rổ, các thứ vân vân, tức là cử động liên tục. Mỗi lần cử động bao giờ là cái xương đòn với xương sườn số 1 nó sẽ luôn luôn nó di động tương đối với nhau, qua lại với nhau, và cứ thế nó di động qua lại và nó sẽ cái lớp cân đấy là nó cứ cứa ép vào dây điện cực, và đến một ngày là sẽ bị đứt luôn cái dây điện cực, đứt cái lớp insulation ở bên ngoài và đứt cái lớp coil quấn ở bên trong. Và khi mà đứt thật cái dây điện cực thì là nếu đây là một ca mà lúc nhiễm thuật cấp 3 mà phụ thuộc hoàn toàn vào máy thì là cái hội chứng này sẽ có thể làm cho bệnh nhân ngất luôn, hoặc là bệnh nhân có thể ngừng tim, tử vong ở nhà, kể cả bệnh nhân đã có máy tạo nhịp. Thế thì cái này cũng là một cái mà đã tổng kết được rất là nhiều, và rất là nhiều trung tâm tránh cái phương pháp chọc tĩnh mạch dưới đòn và cố gắng lựa chọn những phương pháp khác, mặc dù là mất thời gian hơn nhưng mà có thể sẽ giảm thiểu được cái rủi ro mà bị cái hội chứng này, đúng không ạ? Thế cách đây độ 2-3 tuần như là bác sĩ Hải, đúng không ạ, ở trên Cao Ban đấy, đúng không ạ, cũng có một cái ca đấy, cũng là như thế này, cũng là một cái dây điện cực ICD sau đó bị cứa đứt do là chọc xuyên tĩnh mạch dưới đòn. Thế sau đó là cái ca đó phải chọc tĩnh mạch nách để đặt một cái dây điện cực ICD khác cho bệnh nhân đấy, và ta vẫn có gặp đấy. Vâng, cách đây khoảng hơn một năm đấy là cũng có gặp ở máy số 2 một ca cũng như vậy tương tự đấy, thì thi thoảng ta mới gặp thôi. Nhưng mà những cái ca đó nếu không phải là những điện cực mà bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn thì cũng không sợ lắm, nhưng mà nếu là những ca block cấp 3 mà bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn vào cái máy tạo nhịp đó thì đấy đúng là có thể là một thảm họa cho bệnh nhân. Vâng. Tiếp đến thế thì ta sẽ đưa gai quai vào, đúng không ạ? Các bạn thấy cái vị trí chọc đây đúng không ạ? Rõ ràng vị trí chọc này là được xuyên vào, đúng không ạ? Và cái đúng là cái khe giữa gì ạ? À, xương sườn số 1 và xương đòn, đúng không ạ? Ta đưa vào này, gai quai ta đưa vào này. Đấy. Gai quai này là có thể bị là lúc ấy là bị quặt lên cổ, đúng không ạ? Như vậy ta sẽ phải lái theo khéo để làm gì? À, lái đưa cái gai quai này xuống. Thế khi mà các bạn chọc đặt cái tay tĩnh mạch trung tâm ấy, đúng không ạ? Là hay bị là cái khe bị đi lên cổ. Ta đo CVP sẽ bị sai. Thế thì bây giờ làm nào để ta biết được
là gai oai, cái ca đó là bị đi lên cổ. Nếu ta chọc ở C1 đúng không ạ? Ta đi lên cổ hay là ở phía dưới. À, thế có một cái cách là gì? Cái gai oai của cái ca te ba nòng ấy, là gai oai đấy bao giờ cũng dài 60 cm. Nhá, bao giờ cũng dài 60 cm. Thế thì nếu mà ta chọc xong, ta đưa gai oai đưa vào, mà cái khoảng thò ra gai oai bên ngoài da của mình ấy mà ngắn hơn một gang tay, tức là ngắn hơn 20 cm, tức là có sẽ có 40 cm vào được bên trong người rồi. Nếu mà vào được 40 cm mà không bị vướng víu gì hết thì là chắc chắn là đi xuống dưới. Đấy, chắc chắn là đi xuống dưới. Còn nếu mà vào mà thấy vướng vướng mà cái đoạn thừa ra ấy là thừa hơn một, thừa 20 cm, thừa hơn một gang tay của chúng ta đo nhanh bằng gang tay của ta, thì chắc chắn là bị đi lên cổ. Nhá, đấy là một cái cách để ta sẽ lưu ý khi mà ta đặt cateter tĩnh mạch trung tâm. Rồi, ca cuối cùng, đây là một cái phim chụp PA, thì ta thấy cái dây điện cực là đúng là gắn vào vùng tiểu nhĩ phải, và dây điện cực thất là gắn vào vùng vách liên thất, đúng không? Và thân máy ở phía trên này. Rồi, thế thì theo dõi sau cái máy tạo nhịp tim, ta phải ghi một cái điện tim, ta phải chụp cái X quang tim phổi xem bệnh nhân có bị tràn máu hay tràn khí màng phổi hay không. Nhá, đấy, ta phải lập chương trình của máy tạo nhịp, đấy, thiết lập chương trình máy tạo nhịp để cho cái máy tạo nhịp nó hoạt động và theo cái nhu cầu và cái bệnh lý thực sự của bệnh nhân mà ta sẽ cài đặt những cái chương trình khác nhau. Ta sẽ chăm sóc vết mổ và cắt chỉ vết mổ. Sau một tháng thì ta phải chụp X quang tim phổi. Chụp X quang tim phổi này không phải là để xem là còn tràn máu hay tràn khí hay không, mà chụp X quang tim phổi để xem là đầu điện cực có bị rơi ra khỏi cái vị trí hay không. Thì đầu điện cực có thể nó đã gắn vào trong tim để cái lúc đó, thế nhưng mà sau khi về bệnh nhân bắt đầu đi vận động trước các thứ vân vân, cái thứ này khác, mà cái đầu điện cực của chúng ta chưa xuyên sâu được vào cơ tim tốt, thì là sau một tháng là hoàn toàn là có thể nó sẽ bị rụng rời ra. Đấy, và ta lúc ấy ta sẽ phải mở ổ máy ra để ta đặt lại điện cực. Và ta phải siêu âm tim xem bệnh nhân có dịch màng tim hay không. Thì một số ca ví dụ dây điện cực thất phải bị đặt vào trong xoang tĩnh mạch vành, hoặc là dây điện cực nhĩ phải xuyên và xoáy quá sâu và độ xoắn quá lớn, nhất là những trường hợp mà cái máy từ bên phải, dây điện cực nhĩ phải hoàn toàn có thể xuyên thủng thành nhĩ và có thể gây tràn máu màng tim. Nên nếu mà ta siêu âm mà ta thấy có dịch màng tim sau cái máy tháng thì ta phải coi chừng, ta phải cảnh giác và ta phải xem xét kỹ, ta phải chụp CT các thứ để vân vân để xem đầu điện cực liệu có bị xuyên ra khỏi cơ tim hay không nhá. Và ta kiểm tra lập trình máy. Thế nếu mà giả sử bệnh nhân ổn định tất cả mọi thứ thì ta sẽ hẹn bệnh nhân để kiểm tra 6 tháng một lần. Thường 6 tháng một lần là đủ. Cái xác suất mà một cái máy tạo nhịp hoặc một cái dây điện cực bị hỏng thì thường là rất thấp, khoảng tầm 1/10.000. Đấy, kỹ thuật lỗi cái thứ gì đó của máy và dây thường là 1/10.000, tức là xác suất hỏng rất thấp. Cho nên là ta có thể hoàn toàn là yên tâm về cái vấn đề máy tạo nhịp. Rồi, cái hoạt động cơ bản của máy tạo nhịp đó là dây điện cực nó sẽ thu nhận tín hiệu điện của tim, và đồng thời cái dây điện cực đấy nó cũng sẽ truyền rung động của máy tới tim của bệnh nhân. Thế thì phương thức tạo nhịp cơ bản là tạo nhịp theo nhu cầu hiện nay, tức là máy nó sẽ nhận cảm nhịp nội tại của bệnh nhân. Nếu nhịp nội tại của bệnh nhân chậm, máy nó sẽ phát nhịp. Nếu nhịp nội tại của bệnh nhân nhanh, máy sẽ nằm chờ. Đấy. Thế thì đây là các phương thức tạo nhịp, nó là một cái bảng mã, đúng không? Bảng mã có chữ cái thứ nhất, chữ cái thứ hai, chữ cái thứ ba, chữ cái thứ bốn, đúng không? Mọi người cái này cũng đã học rồi, cũng đã nắm được nhiều rồi, đúng không? Đấy, và mỗi cái chữ cái nó có một ý nghĩa khác nhau, thì ta sẽ nghiên cứu, ta đọc thêm và ghép những cái chữ cái lại thì sẽ ra những cái phương thức tạo nhịp, và ta chỉ cần ký hiệu những cái phương thức tạo nhịp này thì ta biết là bệnh nhân đang được cấy máy loại gì và cái cài đặt cái phương thức tạo nhịp là như thế nào. Rồi, thế thì các cái mốt tạo nhịp thường gặp nhất đó là gì? Đó là tạo nhịp một buồng nhĩ, tạo nhịp một buồng thất theo nhu cầu, và đây là tạo nhịp hai buồng AAI, VVI và DDD. Và ngoài ra thì có cái phương thức tạo nhịp cố định, tức là AOO là tạo nhịp nhĩ cố định, tạo nhịp thất cố định, và đây là tạo nhịp cả nhĩ cả thất đồng thời và cùng một với một tần số cố định. Đấy, thì những cái phương thức tạo nhịp cố định này ngày nay vẫn còn được sử dụng trong những cái trường hợp, ví dụ như là ta kiểm tra ngưỡng tạo nhịp của bệnh nhân bằng máy lập trình, ta sẽ để AOO, VOO, DOO để ta test rất là đều và tốt, ví dụ như vậy. Hoặc là khi bệnh nhân mà cần phẫu thuật dùng dao điện hoặc chụp cộng hưởng từ thì ta cũng sẽ chuyển sang những cái mốt tạo nhịp cố định này để ta cho bệnh nhân đi chụp hoặc đi phẫu thuật, sau đó quay lại là ta sẽ lập trình trở lại cái mốt AAI, VVI hoặc DDD như trước. Và thế đây là một cái địa tâm đồ của tạo nhịp buồng, một buồng thất, nó có một cái spine. Đấy, sau đó là một cái phước bộ tạo nhịp thất, đúng không ạ? Đấy, đây là tạo nhịp nhĩ. Đây là một cái spine đi trước, sau đó một cái hoạt động cử cực nhĩ, sau đó là một QRS bình thường. Và đây là tạo nhịp hai buồng thì có rất nhiều trường hợp khác nhau. Trường hợp mà nhĩ vẫn dẫn tốt thì nó chỉ tạo nhịp thất thôi, đây là trong trường hợp block nhĩ thất, đúng không ạ? Đây là trường hợp này là nhĩ cũng chậm mà dẫn truyền nhĩ thất cũng kém, là vừa phải tạo nhịp nhĩ
sau đó lại vừa phải cả tạo nhịp cả thất nữa. Còn trường hợp này là chỉ tạo nhịp nhĩ thôi, còn dẫn chuyển nhị thất mà tốt thì lại dẫn xuống được bình thường. Đấy, còn trường hợp này là lúc mà cả nhĩ cả dẫn chuyển nhị thất đều phát nhịp được thì ta sẽ thấy là nhịp xoang. Như vậy trong một cái máy tạo nhịp hai buồng, khi mà ta theo dõi bằng máy tính lập trình, ta có thể thấy tất cả những cái hiện tượng này có thể xảy ra đâu đó của bệnh nhân cái máy tạo nhịp hai buồng. Thế đây là một cái điện tâm đồ mà biểu thị là tạo nhịp cả nhĩ cả thất của bệnh nhân mang máy tạo nhịp hai buồng, đúng không? Tạo nhịp nhĩ, tạo nhịp thất, tạo nhịp nhĩ, tạo nhịp thất. Cái lập trình máy tạo nhịp, đây là dùng một cái máy tính lập trình là có cái cục nam châm, cái này sẽ giao tiếp với cả cái máy tạo nhịp mà thông qua qua da của bệnh nhân, nên là sẽ hiện ra màn hình đây. Đây anh chị sẽ thấy có rất nhiều thông số, đúng không ạ? Và nhiệm vụ của các bác sĩ với cả các kỹ sư lập trình máy đó là sẽ phải cài đặt các thông số này làm sao mà phù hợp với tình trạng bệnh của bệnh nhân và đúng vào cái mà mình cần muốn. Đấy. Thế thì bác sĩ có thể lập trình được máy tốt hay không? Đấy. Thì nói thực ra nếu mà chuyên nghiệp ra thì bác sĩ không thể nào lập trình được máy một cách hoàn toàn tối ưu, bởi vì là nhiệm vụ của chúng ta là điều trị bệnh và giải quyết những cái tình trạng bệnh rồi lâm sàng rồi vân vân. Ta sẽ hiểu về lập trình máy cơ bản để ta biết cách ta phát hiện, ta kiểm tra, ta xử lý các trường hợp mà ta lập trình máy cho bệnh nhân. Nhưng mà hiểu một cách sâu sắc về những cái cấu tạo của máy tạo nhịp, về những cái chương trình phần mềm mới, về những cái cách thích ứng phần mềm của các bệnh nhân, của bệnh nhân với những cái phần mềm đấy khác nhau, hoặc là cách thức xử lý hoặc troubleshooting trong những cái trường hợp rất đặc biệt, thì thực ra là các kỹ sư lập trình, các kỹ sư lập trình chuyên nghiệp là người ta sẽ được đào tạo suốt ngày. Suốt ngày người ta được đào tạo về cái đó, người ta sẽ hiểu hơn và người ta sẽ lập trình được tốt hơn trong những trường hợp khó rất là nhiều so với cả bác sĩ. Thế thì bây giờ là ở Hoa Kỳ là chuyên nghiệp hóa cái chuyện là kỹ sư lập trình, đó là kỹ sư y sinh và được đào tạo riêng của các hãng máy, họ đào tạo riêng cho các kỹ sư lập trình. Thế và kỹ sư lập trình thì là cứ ví dụ ngày hôm nay là họ có kế hoạch là đi đến 5 nhà để lập trình máy, thế là họ cứ lái ô tô có máy lập trình ở đằng sau lưng, ở đằng sau xe, thế là đi đến 5 nhà đấy để kiểm tra lập trình cho bệnh nhân ở nhà. Sau đến ngày và có những vấn đề gì đấy thì họ sẽ gọi điện cho bác sĩ và họ sẽ trao đổi với bác sĩ vân vân, và khi đó có thể mời bệnh nhân đến phòng khám chuyên khoa để xem xét lại các vấn đề lập trình cùng với bác sĩ, tức là hội chẩn làm việc nhóm với nhau rất tốt. Ngày hôm sau người ta lại đi sang nhà khác, ví dụ như vậy. Thế thì ở Nhật Bản chẳng hạn cũng như vậy, là cả các kỹ sư lập trình là các kỹ sư lập trình là cũng làm các động công việc chuyên nghiệp của họ, tức là bệnh nhân đến bệnh viện không phải là bác sĩ lập trình đâu. Bác sĩ sẽ khám bệnh nhân, đánh giá lâm sàng, xem xét thuốc men, xem xét các thông số lập trình. Nhưng mà cái người mà xem xét tỉ mỉ tất cả các yếu tố lập trình máy cho bệnh nhân chính là một kỹ sư lập trình. Và người ta sẽ đề xuất ra điều chỉnh các thông số thứ như này và thảo luận với bác sĩ, tức là một cái làm việc nhóm rất là tốt. Một người hiểu sâu sắc về các cấu tạo hoạt động máy và cập nhật các phần mềm mới nhất. Còn một người thì là hiểu sâu sắc về mặt bệnh học để có thể phối hợp với nhau để lập trình một cách tối ưu máy nhất cho bệnh nhân. Nhất là đối với các thiết bị như là máy phá rung tự động hoặc là tạo nhịp tái đồng bộ tim. Đấy thì rất nhiều những cái nghiên cứu mới về các vấn đề làm sao mà tối ưu hóa các những cái khoảng dẫn truyền hoặc tối ưu hóa các chương trình vân vân để làm sao mà tốt nhất cho bệnh nhân được cái máy ICD hoặc máy tái đồng bộ tim. Nó nghiên cứu liên tiếp và các bạn kỹ sư lập trình máy chuyên nghiệp là người ta được cập nhật và người ta được học cái đấy rất là tốt. Cho nên là nếu mà có một cái teamwork rất tốt giữa bác sĩ lâm sàng tim mạch về EP và kỹ sư lập trình máy thì bao giờ cũng sẽ là một cái giải pháp tốt nhất cho bệnh nhân. Chứ không phải là các bạn cứ thấy là cứ bác sĩ là bao giờ cũng sẽ lập trình máy cho bệnh nhân một cách giỏi nhất, đúng không? Thế hoàn toàn là không phải. Thế thì đây là một cái giao diện để cho thấy một cái strip để in ra cho ta biết là những cái lập trình máy thì nó có các hiện các thông số thì vân vân này, có các sóng vân vân. Ví dụ đây là ghi nhận được cái sóng nhiễu của điện cực nhĩ chẳng hạn. Thì ngay sau chúng ta sẽ phải xem xét cái điện cực nhĩ đấy bị làm sao, như thế nào. Ví dụ như vậy nó sẽ báo cho mình. Và đây chẳng hạn là một cái ta thấy là một sóng nhiễu của điện cực thất. Rõ ràng là chỉ có thất ở đây, thất ở đây, thất ở đây, thất VRS, nhưng mà những cái sóng với tần số cao này máy cũng sẽ tưởng là chính là hoạt động của thất và nó gây ra hiện tượng gọi là oversensing, và máy nó sẽ tưởng là tất cả cái này là thất hết và nó sẽ báo là bệnh nhân bị tim nhanh thất chẳng hạn. Thế thì ta cũng sẽ phải có cái, khi mà ta nhìn vào đây thì các bác sĩ và các kỹ sư lập trình sẽ phải biết cách để xử lý, tìm hiểu nguyên nhân và xem xét xem là vì sao cái điện cực thất này bị nhiễu như thế này vân vân, và ta sẽ xử lý cái vấn đề này như thế nào. Thế thì cái máy lập trình sẽ giúp ta được cái điều đó rất là tốt. Rồi. Thế thì lưu ý là gì? Khi mà bệnh nhân được phẫu thuật dùng giao diện hoặc chụp cộng hưởng từ
thì trước khi phẫu thuật chúng ta sẽ phải chuyển sang cái chế độ tạo nhịp cố định AOO, VOO hoặc DOO, và sau khi phẫu thuật hoặc chụp các cộng hưởng từ xong thì chúng ta sẽ lập trình máy lại chế độ ban đầu. Thì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Và nếu mà chúng ta có các bệnh nhân ở các bệnh viện huyện, các bệnh viện tỉnh, ở các tuyến mà chúng ta có bệnh nhân máy tạo nhịp mà cần có những cái làm những cái này, chúng ta nên chuyển bệnh nhân đến cái đơn vị mà có thể lập trình được máy thật là tốt để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân khi bệnh nhân phẫu thuật dùng dao điện hoặc là chụp cộng hưởng từ. Đấy, đơn giản bởi vì khi mà cái tương tác điện từ của cộng máy cộng hưởng từ và dao điện là tương tác cái tần số rất là cao, máy tạo nhịp cái dòng điện đấy nó sẽ đi qua người bệnh nhân và mà máy tạo nhịp nó sẽ thu nhận được cái dòng điện với tần số rất là cao đấy, nó lại tưởng là nhịp bệnh nhân đang rất là nhanh và tốt và nó sẽ lười, nó không chịu tạo nhịp nữa, và khi đó thực chất là bệnh nhân là không có nhịp gì cả và bệnh nhân có thể vô tâm thu và ngừng tim, rung thất trên bàn chụp hoặc là trên bàn mổ. Như vậy là chúng ta sẽ phải đưa sang một chế độ tạo nhịp cố định, tức là máy mù luôn, không biết là nhịp bệnh nhân như thế nào, cứ tạo nhịp đều. Thế còn cụ thể thiết lập cái này như thế nào với tần số bao nhiêu thì sẽ là tùy từng ca và tùy từng cái bệnh nhân cụ thể và bác sĩ hoặc là kỹ sư lập trình ta sẽ quyết định, đúng không ạ? Thế thì máy tạo nhịp tái đồng bộ tim, đấy là phần thứ hai chúng ta mới trao đổi rất là nhanh về phần này. Thì cái cách mà cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ tim thì cũng giống như là cái phương thức của cấy máy tạo nhịp thôi. Về mặt chỉ định thì chúng ta theo khuyến cáo của 2013 của châu Âu hoặc 2000 ACC của Hoa Kỳ cũng là của 2013. Thế và đây là cái chỉ định cơ bản, là cái nhóm bệnh nhân mà thích hợp nhất có chỉ định cho máy tạo nhịp tái đồng bộ tim là nhóm bệnh nhân có các cái yếu tố tính chất như thế này. Và thế thì cái cách máy tạo nhịp tái đồng bộ tim nó khác với máy tạo nhịp thông thường, đó là ngoài một cái dây điện cực ở nhĩ phải và một cái dây điện cực ở thất phải thì có thêm một cái dây điện cực được đưa qua xoang tĩnh mạch vành để đưa vào thượng tâm mạc thất trái. Đấy, cái thượng tâm mạc thất trái và ta sẽ tạo nhịp thất trái qua thượng tâm mạc, đúng không? Chứ ta không chọc xuyên động mạch để đưa vào trong buồng thất trái để tạo nhịp trong buồng thất trái. Đấy là vì là có thêm một cái công đoạn là phải tìm vào cái xoang tĩnh mạch vành và để chọn lọc cái nhánh nào đó ở thượng tâm mạc để đưa được điện cực sang thất trái, cho nên sẽ có một cái bước, đó là bước sẽ phải cố gắng tìm được cái xoang tĩnh mạch vành và chụp được cái hệ thống tĩnh mạch vành lên. Hệ thống tĩnh mạch vành là hệ thống mà nhận máu từ sau khi đã chuyển hóa, đúng không ạ, sẽ đi qua tim và cung cấp oxy và dinh dưỡng từ cho cơ tim thì nhận máu trở về hệ tĩnh mạch vành và trở về nhĩ phải. Chúng ta phải tìm được cái này. Và cái bước mà để chúng ta dò tìm được cái xoang tĩnh mạch vành và chụp được cái tĩnh mạch vành sẽ là cái bước khó khăn nhất của một cái thủ thuật cái máy tạo nhịp tái đồng bộ tim. Đấy, bởi vì là các bệnh nhân mà có chỉ định tái đồng bộ tim thì bao giờ là thất trái nó cũng rất là to, buồng tim rất là to. Khi mà thất trái to thì là cái vị trí của cái lỗ, cái hướng của lỗ xoang vành nó sẽ quặt ra sau lưng như này rất là nhiều, nó không ở vị trí truyền thống như cái tim của người bình thường. Cho nên là cái kỹ thuật để đặt vào được cái xoang tĩnh mạch vành đấy phải đòi hỏi những cái kinh nghiệm và kỹ thuật và cách thức làm là sẽ khó hơn rất là nhiều so với cả cái đặt cái xoang tĩnh mạch vành ở những bệnh nhân mà triệt đốt hàng ngày bình thường của bọn em vẫn làm. Thế thì cái bước này bao giờ là bước khó khăn nhất đấy, và có rất nhiều trường hợp là không thể nào đặt được xoang tĩnh mạch vành và thủ thuật thậm chí là thất bại, không thể làm được cái này. Bởi vì nếu ta không đặt được điện cực thất trái thì ta làm gì, ta còn có thể tạo nhịp được tái đồng bộ hai thất, đúng không ạ, nhau. Nên là em đã chứng kiến những ca ở nước ngoài ấy, các giáo sư là thất bại trong cái việc đặt xoang tĩnh mạch vành và ngừng thủ thuật, không làm nữa. Rồi. Thế thì đây là những cái bước thì thường là chúng ta sẽ đưa một cái dây điện cực EP, chúng ta đưa vào, chúng ta dò tìm vào được cái lỗ tĩnh mạch vành và chúng ta đưa vào trong. Sau đó ta đưa một cái long sheet rất là dài hình chữ G, theo cái đó ta rút cái catheter ra, sau đó ta có bóng chụp để ta bơm cản quang lên để tìm, đúng không ạ? Đấy, ta chụp mà ta ví dụ những trường hợp này ta chụp, ta tìm được, chọn được cái nhánh này là cái nhánh để quyết định đưa cái dây điện cực vào, sau đó ta luồn cái dây điện cực theo cái đấy lái theo đưa vào trong này và dây điện cực đã nằm cố định ở đây lúc kết thúc thủ thuật. Đấy, ví dụ như vậy, đây là những cái bước cơ bản để chúng ta chọn tìm xoang tĩnh mạch vành và chụp được này và đặt được cái dây điện cực thất trái. Và thế thì mục tiêu tạo nhịp tái đồng bộ tim, tức là mục tiêu cơ bản đó là chúng ta sẽ chủ động tạo nhịp thất trái và thất phải đồng thời cùng một lúc, hoặc là có một cái độ trễ nào đó giữa hai cái thất. Đấy, có thể thất một thất sẽ được tạo nhịp trước một chút, bao nhiêu đó 10 mi giây, 20 mi giây hoặc 30 hoặc 40 mi giây, còn một thất được tạo nhịp sau một chút, tức là ta chủ động hoàn toàn, ta điều khiển hoàn toàn luôn, hoặc cũng có trường hợp là ta sẽ tự nhận tạo nhịp hai thất cùng một lúc luôn. Đấy, thế và làm sao để cho độ rộng QRS là hẹp nhất. Khi độ rộng QRS là hẹp nhất thì tức là khả năng tái đồng bộ về mặt điện học là tốt nhất, đúng không ạ? Đấy là mục tiêu của CRT. Và chúng ta sẽ phải cố gắng đạt được tạo nhịp thất 100% thời gian. Tức là ví dụ như có trường hợp bệnh nhân bị rung nhĩ. Đấy, bệnh nhân rung nhĩ, khi mà rung nhĩ là
từ tôi nghĩ là không đều đúng không ạ, rất là nhanh, có thể đôi khi rất là nhanh, mà lại bệnh nhân đã đang có máy CRT, nó rất là khó để có thể tạo nhịp được hai thấp đúng không ạ. Thế thì nếu mà dung nhĩ chậm, ta có thể cài đặt tần số như nào đó để nó tạo nhịp thất thật là tốt, nó có thể vượt được cái thời gian dung nhĩ và nó có thể đạt được tối ưu nhất gần 100% nhất có thể. Còn nhiều trường hợp bệnh nhân dung nhĩ nhanh và không thể nào ta đạt được tối ưu cái thời gian tạo nhịp thất tốt như thế này thì ta sẽ phải đốt nút nhĩ thất, vì do ta đã có hai dây điện cực đúng không ạ, và thất phải thất trái rồi, ta đốt tắt bén cái nút nhĩ thất luôn và dung nhĩ không thể dẫn được xuống thất nữa, và sau đó ta chủ động ta tạo nhịp thất, ví dụ như vậy. Đây là một cái điện tâm đồ của một cái máy bệnh nhân được mà tạo nhịp tái đồng bộ tim đúng không? Ta để ý là D1 sẽ là âm, nhận từ đấy là D1 bao giờ cũng là âm. Và nếu mà nhìn kỹ thì cái tạo nhịp thất ở đây ta sẽ thấy là có một hai spine này không trùng nhau đâu, có một spine đi trước một tí và một spine đi sau một tí nhá. Thế là người ta cài đặt một cái độ trễ của tạo nhịp giữa hai thất. Ê, phần thứ ba muốn trao đổi nhanh với anh chị đó là máy phá rung tự động. Cái máy phá rung tự động, cái nguồn gốc của máy phá rung tự động là gì? Đó là Michel Mirowski, sinh năm 1924 và mất năm 1990. Ông này là một bác sĩ, gốc Do Thái, đúng không? Quốc tịch Ba Lan và học y ở Pháp và làm việc ở Israel. Đến năm 1966 thì là có ông giáo sư Heller đến nhà ông Mirowski này ăn cơm. Sau đó ông Heller đã có những cái tiền sử tim nhanh thất từ trước, đã biết từ trước. Thế thì cái hôm đó lại lên một cơn tim nhanh thất và chết đột tử ngay tại nhà của Mirowski. Thế cái điều này là thôi thúc Mirowski là cố gắng phải nghĩ ra một cái thiết bị phá rung nào đó để có thể cắt được những cái cơn tim nhanh thất mà cái thiết bị đó phải cấy được vào người của bệnh nhân, chứ không trông đợi ở một cái máy sốc điện bên ngoài, bởi vì sẽ không thể kịp để đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Thế và Mirowski sang Hoa Kỳ và ông ý từ bỏ những cái công việc lâm sàng. Thế và ông ý nghiên cứu, theo đuổi nghiên cứu trong vòng 12 năm và chế tạo được ra cái máy ICD đầu tiên ở trên thế giới. Thế và năm 1980 là chính cái máy đó đã được hoàn thiện và được cấy vào cơ thể người. Đấy, thì từ một cái máy xúc điện to cái hồi đó đấy, như thế này, và chuyển được thành một cái máy ICD đầu tiên trên thế giới là cái máy ở đây, Mirowski, vào năm 1980. Thế thì sau 3 ca cấy máy thì là sẽ người ta đã thiết kế thêm một cái bộ phận để nhận cảm đồng hóa, đồng bộ hóa cái nhịp tim và sẽ xúc điện chuyển nhịp khi tim nhanh thất. Đúng không? Thế và năm 1982 thì sau 52 ca cấy máy thì nếu mà lấy số xúc làm tiêu chuẩn thì giảm 48% tỷ lệ tử vong. Và rất là nhanh chóng thì sau 3 năm thì FDA đã công nhận ngay và cho phép lưu hành cái máy tạo nhịp này, không cần thời gian để làm thử nghiệm thêm nữa, bởi vì nó đã giảm tỷ lệ tử vong rõ rệt ở những cái ca mà có chỉ định. Thế thì máy, đây là một cái máy ICD một buồng. Hiện nay thì là có một cái thân máy tạo nhịp cộng với một cái dây điện cực, thì có một cái cuộn. Cái dây điện cực này không chỉ đơn thuần là để tạo nhịp hoặc là nhận cảm nhịp nội tại của bệnh nhân, mà nó có một cái cuộn dây, mà cuộn dây này sẽ tương khi mà đặt dây điện cực một cách đầy đủ vào trong buồng thất, trong buồng tim của bệnh nhân, thì cái cuộn dây này sẽ nằm ở tĩnh mạch chủ trên và có một cái cuộn dây nữa sẽ nằm gọn ở trong thất phải. Vâng, thế đây là một cái máy tạo nhịp hai buồng, thì ngoài cái cuộn dây, ngoài cái dây điện cực ở buồng thất đó thì là sẽ có thêm một cái dây điện cực ở buồng nhĩ nhằm mục đích để phân biệt những cái cơn tim nhanh trên thất và cơn tim nhanh thất. Vâng. Ê, ngoài ra người ta lại còn nghĩ ra một cái máy mà lại vừa là có chức năng phá rung tự động mà lại vừa có khả năng là tạo nhịp tái đồng bộ tim, tức là vẫn là như một cái máy ICD hai buồng nhưng lại có thêm một cái dây điện cực ở được đặt vào trong xoang vạch và trong thất trái, đúng không ạ? Cấu tạo của nó là gì? Là sẽ có một bộ phận pin ở đây, có một bộ phận bảng mạch điện tử. Thế thì như là một máy tạo nhịp thông thường, nhưng mà ngoài ra nó có thêm một cái tụ điện nữa để phóng cái cú sốc đó, đấy, phóng cú sốc điện cho bệnh nhân. Vâng. Thế và ở đây thì đối với tư thế chụp sau trước thì ta sẽ thấy là cái thân máy ở đây, đây là cuộn dây tĩnh mạch chủ trên và cái cuộn dây này nằm gọn ở trong buồng thất phải. Vâng. Ở tư thế nghiêng phải 40 độ thì ta sẽ thấy là cái cuộn dây đấy sẽ được đặt ở trong cái cuộn dây này nằm gọn trong thất phải và cuộn dây này ở tĩnh mạch chủ trên, đúng không? Tư thế nghiêng trái thì ta thấy đây đầu điện cực này cắm ở vùng vách bên thất, cuộn dây này nằm gọn trong thất phải và cuộn dây nằm trong tĩnh mạch chủ trên. Vâng. Đấy đi. Máy hoạt động như thế nào? Cái máy này nó sẽ âm thầm nhận cảm và phân tích nhịp của bệnh nhân, và khi nó phát hiện rung thất thì nó sẽ tự động xúc điện không đồng bộ. Thế nếu mà máy lại phát hiện tim nhanh thất thì máy này sẽ được thiết lập cái chương trình để tạo nhịp vượt tần số để cắt cái cơn tim nhanh thất từ trước. Nếu mà sau một vài lần tùy mình cài đặt, ví dụ 3 lần hay 4 lần hay 5 lần hoặc 6 lần ví dụ như vậy, ta không cắt được cái cơn đấy bằng tạo nhịp vượt tần số thì máy sẽ tiến hành sốc điện để cắt cơn. Đấy. Và nếu máy này lại còn một chức năng là nếu mà bệnh nhân mà bị nhịp chậm thì máy nó cũng sẽ chủ động tạo nhịp cho bệnh nhân. Đấy, tức là vừa chức năng sốc điện
vừa chức năng tạo nhịp vừa tần số và vừa chức năng tạo nhịp khi mà bệnh nhân nhịp chậm, tức là thì chống nhịp chậm. Vâng. Thì máy sẽ sốc điện như thế nào? Đây là cái máy sốc điện ngoài của chúng ta đúng không ạ? Đây là một bản cực ta đặt ở cạnh xương ức, bản cực đặt ở mỏm thất phải. Đây là máy sốc điện hai pha, bản cực âm ở đây, bản cực dương ở đây. Dòng điện sẽ đi từ bản cực âm ở đây đi lên bản cực dương ở cạnh xương ức, sau đó sẽ lộn vòng trở lại một lần nữa, ta gọi là sốc điện hai pha, đúng không ạ? Thế thì cái máy ICD nó có khả năng là gì? Nó có thể sốc được điện hai pha, nó có thể sốc đồng bộ để chuyển nhịp, nó có thể sốc không đồng bộ để phá rung nếu là rung thất, nếu chuyển nhịp nếu là tim nhanh trên thất hoặc tim nhanh thất, đúng không ạ? Và năng lượng của nó sẽ sốc trong vòng từ 1 đến 40 joule, và hướng của dòng điện sẽ có 3 hướng tùy chọn. Đấy, ở đây tức là ta có thể cài đặt được ở trên máy. Tức là nếu mà sốc điện thì sốc như thế nào? Thân máy sẽ là một cực, còn cái cuộn dây ở thất phải sẽ là một cực, và dòng điện đi hai pha qua giữa cái cuộn cực, cuộn dây ở thất phải và cái thân máy, và như vậy là cái dòng điện này rõ ràng là quét được qua gì ạ? Quét được qua vùng thất trái của bệnh nhân, đúng không ạ? Cách thứ hai, ta sẽ lựa chọn hai cực sốc, vậy là cái cuộn dây ở thất phải và cuộn dây ở tĩnh mạch chủ trên, nó có thể sốc qua lại ở vùng này cũng có thể được. Và cách thứ ba tốn pin hơn, đúng không? Và hết pin nhanh hơn, đó là chọn cả hai, vừa sốc giữa thân máy và cuộn dây thất phải, vừa sốc giữa thân máy và vừa sốc giữa cuộn dây tĩnh mạch chủ trên và cuộn dây thất phải. Thì cái cách này được cho thấy là có hiệu quả tối ưu hơn và cắt được rung thất hoặc tim nhanh thất với cái xác suất là cao hơn so với cả chọn một cách sốc khác. Và thế thì sau khi lắp máy vào cơ thể, ta cấy máy vào xong cơ thể của bệnh nhân, thì làm sao mà ta biết được máy liệu có sốc hay không, đúng không? Nếu mà ta không sốc thử thì ta không thể biết được liệu máy có sốc hay không. Thì ta có một cái phương pháp, đây là cái phương pháp gọi là DFT, hay biết hay gọi là DFT. Thế thì chúng ta sẽ lập trình máy để làm sao để cố tình gây ra rung thất cho chính cái bệnh nhân đấy. Bệnh nhân vừa cấy máy xong, ta sẽ lập trình để cho cố tình gây ra rung thất. Đấy, và máy nó sẽ tự nhận cảm xem máy nó có tự nhận cảm được cái rung thất hay không, và để nó sẽ tiến hành nó tự sốc điện xem nó có sốc điện được hay không. Tất nhiên lúc ấy ta sẽ phải để sẵn máy sốc điện ngoài, đúng không? Đề phòng nhỡ máy lại không sốc điện được thì sao, ta sẽ phải sốc điện cho bệnh nhân. Thế thì biện pháp này sẽ giúp là xem máy hoạt động tốt hay không, và đồng thời tìm một cái ngưỡng phá rung, tức là cái năng lượng thấp nhất mà có thể phá được rung thất cho bệnh nhân, cho cái bệnh nhân đó. Vâng. Thế thì nguyên lý là gì? Nguyên lý là ta sẽ gây ra một ngoại tâm tu thất R/T, đúng không? Bằng cách là cho máy sẽ tự sốc năng lượng 1 joule vào cái sóng T mà ta tạo ra. Ta sẽ tạo nhịp cố định cho bệnh nhân để xuất hiện phước bộ QRS và T, sau đó sẽ sốc điện 1 joule vào đúng sóng T, thì chính là tạo ra một ngoại ngưỡng R/T, và máy sẽ bệnh nhân bị rung thất, và máy sẽ tự nhận cảm và rung thất, và sau đó máy sẽ sốc. Thì ta sẽ có thể cài đặt lần sốc đầu tiên ví dụ 8 joule, lần thứ hai 30 joule, lần thứ ba là 40 joule nếu mà hai lần trước không thành công, đúng không? Đây là một bệnh nhân được cấy máy xong, ta để máy sốc điện ngoài bên cạnh, và đây là cái cục nam châm để giao tiếp với máy lập trình. Ta sẽ lập trình chương trình cho bệnh nhân đấy để tạo nhịp cố định. Thế và đây là cái bản ghi ở trên máy EP của bọn em, ghi được là gì? Chúng ta sẽ tạo nhịp cố định cho bệnh nhân, và ta sẽ lập trình để cho một cú sốc 1 joule thôi lên đúng sóng T. Sau khi sốc một joule lên đúng sóng T thì chính là một hiện tượng ngoạn rớt R/T, lập tức bệnh nhân bị rung thất. Đây là cái đoạn bệnh nhân bị rung thất. Và sau 4.2 giây thì là cái máy tạo nhịp đó của bệnh nhân đã nhận cảm được đây là đang rung thất, và nó tiến hành một cú sốc 8 joule. Là ta cài đặt đầu tiên mà, mức năng lượng đầu tiên là 8 joule, nó sốc một cú sốc 8 joule lên bệnh nhân, và rõ ràng là sau cú sốc đó ta cắt được rung thất, không còn rung thất nữa, và trở về thành một cái nhịp bình thường, đúng không? Vâng. Thế như vậy là ở trong cái điện đồ trong buồng tim của bệnh nhân cũng ghi được là máy phát hiện được rung thất ở đây, đúng không? Ghi rung thất với tần số rất là nhanh, đúng không? Từ 300 đến 600 chu kỳ một phút, đúng không? Và sau khi sốc 8 joule thì là cắt được cái chuỗi rung thất đó và trở về một cái nhịp bình thường. Đây là cái nhịp bình thường đầu tiên ghi nhận được của bệnh nhân. Và thế thì đây là một cái phương pháp mà chúng ta hoàn toàn có thể làm mà sau khi chúng ta cấy máy phá rung tự động. Nhưng mà thực ra là ngày nay thì các máy phá rung tự động hiện đại bây giờ đã được thiết kế và đã được lập trình một cách tinh xảo, và cái khả năng sốc điện của nó là gần như chắc chắn xảy ra, gần như chắc chắn là rất là tốt, với cái xác suất mà hỏng rất là ít. Cho nên là chúng ta hiện tại là đã bỏ, đúng không? Nói chung là trên thế giới đã dần dần đã bỏ cái phương pháp thử test sốc này. Thế thì thêm một lý do nữa bỏ là vì đã có những nghiên cứu cho thấy là ví dụ những cái bệnh nhân mà cấy được cái máy CRTD hoặc những bệnh nhân có những cái loạn nhịp rất phức tạp, ta cấy máy này. Thế sao thì có những cái bệnh nhân là sau khi ta thử test sốc này gây rung thất cho bệnh nhân thì sau đó là bệnh nhân bị VT storm, tức là cơn bão táp, rung thất và nhanh thất liên tiếp.
và đã có bệnh nhân tử vong, không thể cứu được. Sau cái lần thử, sau cái nhát thử sốc này thì đơn giản thử sốc thôi, nhưng bệnh nhân tử vong. Trên nền bệnh nhân bị một cái cơ tim đang kém, cơ tim đang rất là giãn, có những cái rối loạn điện giải gì đó, hoặc là cái cơ tim nó rất là dễ xuất hiện rối loạn nhịp, thì bệnh nhân là bị tử vong hoặc bị những cái biến cố, hoặc là phải cấp cứu ngừng tuần hoàn, rất là mệt mỏi sau cái cú sốc điện thử này. Cho nên là dần dần là cho đến thời điểm này thì hầu như là các trung tâm đã bỏ cái phương pháp DFT và sẽ không sốc nữa. Nhưng mà đây là cái phương pháp mà thời gian ban đầu ngày xưa là người ta vẫn làm, và để chúng ta hiểu cái nguyên lý của cái máy phá rung tự động em đã trình bày ở đây và anh chị. Vâng. Sao? Không, tức là nó làm được, nhưng mà nó sau đấy nó kích hoạt lên. Tức là nó vẫn sốc được. Em hiểu không? Nó vẫn sốc được tốt, nhưng mà sau đó là bệnh nhân chịu một cái cú sốc đấy và rất là nhiều mọi thứ vòng xoắn nó xuất hiện, chẳng hạn bệnh nhân lại xuất hiện những cơn rung thất khác tiếp đến. Không, mạnh các nghiên cứu lớn ở trên thế giới là đều cho thấy là máy ICD là giảm rõ rệt tỷ lệ tử vong. Không phải là 100% tất cả bệnh nhân cấy ICD đều sẽ sống. Hiểu không? Đấy, thì bệnh nhân hoàn toàn vẫn có thể bị tử vong nếu mà bệnh nhân bị VT storm, tức là máy không thực hiện được các cú sốc cho bệnh nhân. Thế nhưng mà còn nó giảm tỷ lệ tử vong rất là rõ rệt. Có nghĩa thống kê qua rất nhiều nghiên cứu, chứ không phải là ta vì một cái lý do đấy mà ta lại bảo là máy ICD không có tác dụng. Có chứ, đây tất là các nghiên cứu kinh điển của ICD. Em sẽ phải đọc những cái nghiên cứu đó nhé, các nghiên cứu Medit vân vân, nghiên cứu kinh điển của ICD là đều là xét các đối tượng bệnh nhân như vậy. Rồi thế thì có mấy cái kết luận cho các anh chị, đó là thiết bị tạo nhịp tim phá rung tự động thì có vai trò quan trọng để nâng cao tỷ lệ sống còn ở những cái nhóm bệnh nhân có chỉ định, và kỹ thuật cấy các thiết bị này thì không quá phức tạp như kỹ thuật triệt đốt RF, nhưng mà cần phải đòi hỏi vô trùng tuyệt đối. Nên là cái việc vô trùng cho các bệnh nhân cấy máy là sẽ xin phép nhấn mạnh ở đây. Và cái việc theo dõi và lập trình các phần mềm điều khiển những cái thiết bị được cấy ghép này thì cũng rất quan trọng sau khi cấy xong, và được đòi hỏi đào tạo chuyên sâu, kinh nghiệm và phối hợp làm việc nhóm sao cho tốt.